Quần đảo Svalbard nằm cách đất liền Na Uy khoảng 650 km và là một điểm nóng địa chính trị ở vùng cao Bắc Cực. Một hiệp ước quốc tế mang lại cho Svalbard một cơ cấu pháp lý khác thường, cấm hầu hết các hoạt động quân sự. Nhưng trong những năm gần đây, điều đó không ngăn cản được các nước, đặc biệt là Nga và Na Uy, theo đuổi các mục tiêu chiến lược. Bây giờ, Trung Quốc có thể tham gia vào hỗn hợp này đó là bởi vì vào đầu tháng 5, một chủ sở hữu tư nhân đã giao bán một khu đất rộng 60 km vuông với giá 326 triệu đô. Và luật sư phụ trách thương vụ Per Killingstad nói rằng có sự quan tâm cụ thể từ người mua Trung Quốc. Các nhà phân tích cho rằng Na sẽ không ủng hộ việc bán cho người Trung Quốc. Na cho biết giao dịch cần có sự chấp thuận của nước này. Killingstad phủ nhận điều đó. This is not correct. 100% không đúng. Chúng tôi đã hỏi ý kiến pháp lý từ một trong những công ty luật lớn nhất ở Oslo về vấn đề này và điều đó hoàn toàn rõ ràng. Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Thủy sản Na Uy nói với VOA trong một tuyên bố qua email, xin trích, chúng tôi không đồng ý với luật sư chịu trách nhiệm về giao dịch, cũng không được phép bắt đầu các cuộc đàm phán liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản mà không có sự đồng ý của Bộ Thương mại công nghiệp và thủy sản clingsat cho biết ông đang xúc tiến cuộc đấu giá một nhà phân tích giải thích cho VOA lý do chính phủ Na Uy có thể tìm cách can thiệp vào giao dịch này. Bản thân Bắc Cực đang nhận được nhiều sự chú ý của quốc tế hơn vì những lo ngại về an ninh. Có rất nhiều lo ngại rằng Bắc Cực sẽ chứng kiến khá nhiều tác động lan tỏa giữa mối quan hệ ngày càng xấu đi rõ ràng giữa phương Tây và Nga, cho nên thời điểm cho việc này khá dễ thấy. Các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc quan tâm đến Bắc Cực để tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên chưa được khai thác vị trí quân sự thuận lợi và các tuyến đường vận chuyển mới được tạo ra do băng tan trên biển. Trung Quốc đã rất nỗ lực nhấn mạnh rằng họ không có mục tiêu quân sự ở Bắc Cực và sự hiện diện quân sự của họ, sự hiện diện quân sự của Trung Quốc ở Bắc Cực rất ít. Lần duy nhất Trung Quốc tham gia quân sự ở Bắc Cực là hợp tác với Nga. Một số chuyên gia chỉ ra rằng khu đất được bán ở Svalbard được chỉ định là công viên quốc gia lái xe trượt tuyết qua đó có thể là bất hợp pháp cho nên bất kỳ việc sử dụng đất nào đối với người mua tiềm năng ngoài việc nghiên cứu sẽ có vấn đề nhưng klingstat cho biết người mua đang tập trung vào lợi ích lâu dài của việc sở hữu đất Họ đang xem xét điều này trong một tầm nhìn dài hạn chế để có được chỗ đứng ở Bắc Cực và không nhất thiết phải xem xét những gì họ có thể làm ở đó trong năm, 10, 20 năm tới, có thể 30 năm, có thể 50 năm, có thể là 100 năm vì đây là cơ hội duy nhất bạn có được để sở hữu đất ở nơi được gọi là cao Bắc Cực. Klingstad cho biết Người bán mà truyền thông địa phương cho biết là một công ty thuộc sở hữu của một người nau ủy gốc Nga, không quan tâm đến việc bán cho các quốc gia như Trung Quốc nơi có hồ sơ nhân quyền kém. Ông chỉ ra rằng những nhà từ thiện cũng có thể dễ dàng mua mảnh đất này. Nhưng cuối cùng, Killingstad cho biết đất sẽ được bán cho người trả giá cao nhất.